Rất vui mừng được chào đón quý vị đang ghé thăm giọng đọc xứ cơ hoa trong giờ đọc truyện hôm nay trên kênh youtube của Misa USA. Thương chúc quý vị cùng gia đình một ngày mới thật an yên và tràn đầy hạnh phúc. Giọng đọc xứ cơ hoa nơi đây xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi giọng đọc trong suốt thời gian qua. Rất mong được sự tiếp tục thương yêu của quý vị trong thời gian sắp tới. Cũng xin quý vị đừng quên hoan hỷ nhấn chương subscribe đăng ký kênh và giới thiệu cho người thân cùng bạn bè nghe để ủng hộ cho tinh thần giọng đọc Mỹ nhé. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ, giọng đọc xứ thơ Hoa xin chia sẻ đến quý vị phần tiếp theo của truyện dài Một góc trời thôn giả của tác giả nhà văn Dư Thị Diễm Buồn. Chúc quý vị có những phút giây nghe truyện thiệt là thoải mái. chàng thanh niên này cao lớn có khoảng một thước 75 phân chứ hỏng chơi chắc là từ hải từ trong truyện kiều bay giọt ra ngoài đời chứ gì đây nghĩ tới đây cẩm hương chợt thấy vui vui nhưng nàng vẫn bực mình nụ cười của hắn ngạo nghễ khuôn mặt hắn hí hởn trông dễ ghét làm sao hắn có dáng hiên ngang dai rộng mặt rắn rỏi tay chân cứng cáp đi đứng chững chạc đây là mẫu người vừa trí thức nè mà vừa phong trần nhỏ ái mỹ và hai nhỏ ánh nguyệt thục an á thường hay ca tụng mẫu thanh niên như vậy ái mỹ nó so sánh vậy tao ưa tài tử Clark gáp trong cái phim cuốn theo chiều gió vừa trí thức nè vừa phong trần trông có vẻ thạo đời đó mới là đấng quân dương trong mộng của tao Thục An liêm diêm cặp mắt ốc bương. Tao cũng vậy á. Những thanh niên hiên ngang, hùng tráng như vậy á. Mà chịu cưới tao hả? Chắc tao phải ăn chay một tháng 15 ngày để cảm ơn trời thương Phật độ tao á. Ánh Nguyệt bình tĩnh hơn. Tao đọc báo ha. Tao đọc báo Cinemero ha. Thấy được anh chàng Club bộ đó học hành giới ẹt và miệng mồm hắn cũng có vấn đề nên đạo diễn phải bắt hắn giữ vệ sinh tối đa cái miệng khi đóng những màn cụp lạc hung hít với nữ diễn viên nhưng gặp một chàng có bằng thành chung mà bảnh trai xinh trai dễ thương trai lại có cái miệng thơm mát thì con ánh nguyệt này không có niêm phong trái tim đâu à nghe bỗng dưng hôm nay nhớ tới lời của ba con nhỏ sảnh xẻ đó Cẩm Hương tức cười quá. Nhưng nàng vội nghiêm mặt, kẻo đối phương coi thường mình. Nàng cũng nhận thấy tên này có cái cười mỉm rất là láo cá. Cặp mắt sáng ngời, nụ cười ngạo nghễ trong hắn hao hao giống club gặp bộ thiệt đó. Nếu đứng bên cạnh hắn, nàng cảm thấy mềm mại như cây lệ liễu đứng bên cây tùng hùng tráng. Nàng cũng nhận thấy cái tên này có cái cười miệng rất là láo cá nè cặp mắt sáng ngời nụ cười ngạo nghễ trong hắn cũng hao hao giống clark gáp bầu thiệt đó nếu mà đứng bên cạnh hắn chắc mình cảm thấy mềm mại như cây lệ liễu đứng bên cây tùng hùng tráng nhưng nàng chợt thấy mình ví vong như vậy là đề cao địch thủ quá đáng hắn mà là cây thanh tùng hả còn khuya hắn đâu có xứng đáng làm cây có tên đẹp như vậy hắn phải là cây cốc nè cây còng cây mông ngứa cây mù u có cái tên xấu xí như vậy mới đúng chứ bột nàng lịch sự trả lời dạ chúc mừng năm mới dân thưa anh tôi là cẩm hương thỉnh thoảng bác tư cũng hay nhắc đến anh đó anh ta mắt sáng rỡ lên miệng cười tươi hỏi lại Má tôi nói cái gì về tôi vậy cô? Chắc bà nói thằng con này chẳng có biết tiếng thân, tham ăn lười biếng phải không cô? Cẩm hương bực mình. Bộ quen lâu lắm hàng sao vẫn biết nữa. Đầu năm xui xẻo gặp kẻ thiệt là da như đĩa hả? À? Nàng chẳng thèm trả lời, xách đồ vào phòng. Anh ta bước đến đỡ lấy cái qua ly, cười nói. <cười> để tôi phụ với cô, đi đường xa chắc là mệt lắm. Hôm nay lại trời mưa nữa. Mưa xuân, nhà nông chúng tôi mừng lắm. Vì chắc chắn năm nay sẽ trúng mùa lúa. May mắn lúa sớm của chúng tôi đã thanh toán xong rồi. Phải trễ đến hôm nay gặp được cơn mưa bất ngờ thì tội nghiệp cho đám thợ thầy sẽ vất vả lắm. Đến phòng cẩm hương, anh ta đứng ở ngoài, trồm để cái vali vào trong cửa phòng rồi đi. Nhưng anh ta bỗng quay lại hỏi. À, Cô đói hay không? Dưới nhà sau có nhiều bánh trái lắm Nếu không thì chừng 2 tiếng đồng hồ nữa má tôi về rồi ăn luôn Bây giờ cô muốn uống gì? Nước trà, nước ngọt hay là nước cam tươi? Hắn ta cười dí dỏm Hay là cô muốn uống lai dè? Cẩm hương thấy ứa gan Thiệt là đồ điên mà Người ta là đàn bà phụ nữ mà hỏi uống lai da Bằng cái giọng nhát gừng nàng trả lời À, cảm ơn tôi không có thấy khác anh ta sững lại nhưng không nói gì mà bỏ đi lên nhà trên ra ngoài xăm sôi mấy bụi bông lại mấy khóm bông huệ lan mấy chậu cẩm nhung mấy chậu hổ bì và khóm đinh lăng ở sân trước cẩm hương vẫn thích mấy thứ bông huệ cây kiểm này huệ lan có lá mềm như lá hẹ bông hình chuông lóe ra năm cánh đỏ tía Cẩm nhung thuộc loài cẩm chướng, bông nhỏ cỡ đồng xu, cánh trắng sọc tím. Hổ bì có lá giống như lá khóm, lá thơm nhưng có vàng có vện như vàng long cột. Còn đinh lăng lá nhỏ lăng tăng hình vỏ hến. Lá đinh lăng và lá vạn thọ sắc nhuyễn trộn thịt gà, có mùi thơm ngon như mùi thịt gà trộn rau răm vậy. Sau cơn mưa, Tuy không lớn nhưng đủ làm cho lá mướt rượt, xanh dờn, còn đồng lắm tắm những giọt nước. Những cành hoa mơn mẫn khoe sắc, tỏa hương dịu dịu của hai lúa huệ trắng và mấy cây mai chiếu thủy trong sân nhà. Vô cớ, nàng không ưa mấy anh chàng có cái miệng bếp xếp không ai hỏi mà thưa, không ai gọi mà nói này. Cảm hương thấy ghét, đóng sầm cửa sổ lại để không thấy hắn ngoài kia mặc dù nàng đang cần ánh sáng để sắp xếp đồ đạc đặt trên kệ lên bàn máng áo quần lên móc hoặc cất vào trong tủ nàng bực bội chẳng thèm thay áo dài chùi lên giường lạnh tanh để nằm nghỉ cho khỏe một chút rồi sẽ tính sao cẩm hương thấy lá thư của ái mỹ và thục an đặt trên chiếc bàn bên cạnh giường nàng với tay lấy từng lá ra đọc thư của ái mỹ có đoạn nói hương à ở cây lạy có chàng nào lỡ chợt chân mà lọt vào hố sâu thâm thẳm đái mắt mày hay chưa vậy có trự nào xâm lăng trái tim teo héo của mày hay chưa mày đừng có tưởng ở quận đó toàn là con trai quê trai rẫy trai ruộng trai giường nha có nhiều chàng á con cháu các ông cai tổng nè ông ban biện hay là ông phủ ông huyện có bằng thấp thành chung rỗi mà không có chịu ra làm việc với nhà nước pháp mà ở nhà coi sóc gia viên điền sản của ông cha đương sự mày hãy lựa đại một anh chàng nào mà mỹ mạo hào quê bắt bỏ tù trong trái tim của mày đi thời buổi này á chuyện cột tìm trâu cũng giống như trâu tìm cột vậy đó thư của thục an có đoạn từ ngày mày xa rời quê về dạy học ở cây lẫy Biết đâu có, có nhiều chàng ở bún nè Thủ dầu một Lấy thiêu bị thất tình hay chứ Anh con nhà bác tao ở làng Hưng Định Từ hôn con gái ông chủ lọ chén chòm sao tính đi hỏi mày Ai về mày làm cho ảnh leo cây Ảnh ngã bị tương tư bắt đền tao làm mai dũng về đó Thiệt tình hả? À? mày làm hư bột hư đường đó trói hả? Cẩm hương thở một hơi dài. Mấy con bạn này thấy nàng nghiêm trang. Phải chuyện thì nói thì cười. Chính chắn nên có chuyện gì thầm kín chúng hay đem tâm sự để được nàng giải bài, góp ý kiến. Nàng cũng nói giỡn, cũng lém lĩnh ngầm chọc thầy phá bạn, nói tiếu chơi. Nhưng có chừng mức thôi. Nàng mỉm cười khi nghe bọn chúng nói trai chớ không góp lời không đã phá hay càm ràm nàng cũng không bà đâu nói đó cười hô hố nói răng nói cuội rồi đập bồn đập bát cười rầm rầm muốn vỡ chợ như bọn chúng nên từ khi nàng ra trường đi làm đến giờ thục an ái mỹ khi muốn cầu cạnh hay muốn nhờ vả nàng chuyện gì thì chúng hồi nhau gọi nàng bằng chị còn khi nào phá phách chọc quê thì đừng hòng chúng gọi bằng chị mà sao chữ chị đó kèm theo chữ khác như là Chị hai chằn, chị hai néo, chị hai teo héo Cẩm hương chép miệng ha, rầu quá, mấy con nha đầu này á từ khi thi xong thôi học ở nhà chờ có kẻ đến để cầu hôn Nên ưa bàn tán nhiệt hôn nhân tối ngày Thiệt là mệt cái lỗ tai quá phụ nữ tân tiến mà cứ lúc thúc ở nhà lo o bế theo mai bếp nút á, thì thật là lỗi thời quá sao mà tụi nó không có học một cái nghề rủi bị ế chồng hay chồng bỏ vẫn có thể tự lập cánh sinh không có phải ăn bám vào cha mẹ con gái thì sao con gái cũng phải cần tự lập phải xông pha với đời chứ bộ mùi trầm nhang dịu dịu len lén theo khe hở của vách của cửa lọt vào phòng cùng với tiếng lột cột nhẹ nhẹ tiếng chân người đi tới đi lui ngang phòng nàng từ nhà dưới lên nhà trên từ nhà trên xuống nhà dưới và nhất là mùi hỗn hợp đậm đà của các món ăn lan rộng làm nàng tỉnh giấc ngủ ngon cẩm hương thấy thẹn ngồi dậy quơ vội chiếc khăn bàn long bộ đồ lụa mà hột gà rón rén ra khỏi phòng sau khi quan sát xem có ai thấy mình hay không rồi đi nhanh vào nhà tắm. Nước mát làm cho Cẩm Hương cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nàng bước ra khỏi nhà tắm, tay ôm bộ áo dài mặc trên đường từ nhà mình đến đây. Bà Tư Hiền đang ở trong nhà bếp để thêm củi vào lò đun ấm nước, vui vẻ hỏi: "À, cô giáo về nhà ăn Tết lớn với gia đình có vui hay không? Ông bà thân của cô khỏe chứ?" Dạ các em cô có về hay không Cô xuống đây hồi nào vậy Cô đi đường xa chắc là cô mệt Lại gặp mưa nữa hả Cẩm hương cũng vui vẻ chào lại bà Dạ chào bác Tư Cháu xuống đây hồi xế hả Cảm ơn bác Ba má cháu vẫn khỏe Đứa em kế của cháu không có về Còn thằng út về chơi mấy ngày rồi cũng đi hôm qua rồi Thưa bác, bác về quê ăn Tết chắc vui lắm hả bác? Bà Tư và Cẩm Hương đang trò chuyện thì thiện tố bưng bình trà xuống bếp, giáo giác kiếm tìm. Bà Tư hỏi con, tìm trà hả? Bay lên bàn thờ lấy hộp trà mới mở ra chăm nước cúng đi con. Mở hộp bánh ngọt nữa, hôm nay cúng Tết rồi. Rồi bà quay qua Cẩm Hương, à nó là thằng thiện con trai của tôi đó cô giáo. Ở ruộng về may mắn trước lễ giao thừa đâu có chừng dài giờ thôi à. Thiện à, đây là cô giáo dạy ở trường tiểu học mà má đã nói với con đó con. Thiện tố không trả lời mẹ, quay sang cẩm hương làm vẻ nghiêm trang. Dạ chào cô giáo, hân hạnh được biết cô giáo. Bà Tư Hiền há hốc miệng nhìn con ngạc nhiên. Ủa, sao con nói con gặp cổ rồi? thiền cười dẫn với mẹ à, hồi xế thì gặp còn bây giờ mới gặp lại đó má bà tư hiền cười đánh nhẹ vào vai con cái thằng này thiệt là liếng láo mà cứ hay cà rỡn không có đàng hoàng chút nào hết cho nên đến từng tuổi này mà nó vẫn có chưa có vợ con có biết con đã lỡ thời rồi hay không à mà lần này về quê nội con ba má gặp ông hương thân cẩm ba của cô Mỹ Hạnh đó con còn nhớ cô Mỹ Hạnh hay không Mỹ Hạnh ngày xưa sáng nào ba nó cũng dắt đến học chữ tay với con và mấy chị con của má lớn của con đó con nhớ hay chưa sắc mặt không có gì thay đổi anh ta hình như đã biết câu chuyện mẹ mình sắp nói vừa mở hộp trà anh ta vừa hỏi nhớ rồi con nhỏ hở hở một chút là giấy đành đạch như cá lóc bị đập đầu đó chứ gì bây giờ cô ta đẹp lắm lại con của bác hương thân là chỗ quen biết với má má sẽ bàn với ba bà mai mối cưới xin cô ta cho con nha có phải má muốn nói như vậy hay không vậy má bà tư hiền cười chảy nước mắt thằng con cũng cười theo cảm hương để cho hai mẹ con họ nói chuyện nàng rút em vô buồn sắp soạn lại đồ đạc của mình và còn vứt ngổn ngang trên giường ngủ Tiếng gõ cửa phòng lập cột Cẩm hương rời bằng viết mở cửa Dạ có chi hay không bác tư Mời bác vào Bà tư hiền cười nói Mời cô ra dùng cơm Với hai mẹ con tôi Hồi nãy tôi quên nói với cô Chị hai ngâu về quê Vì má chồng của chị qua đời Không biết chừng nào chị mới lên Tạm thời thì cô cứ ăn Với chúng tôi cho tiện chừng nào chị hai trở lại thì tính sao cẩm hương chân hưởng ngạc nhiên quê bà hai ở đâu lẫn bác nhà gặp tang á thì còn tết nhất gì nữa đâu thiệt là tội nghiệp cho bà quá à. cháu không có dám làm phiền bác thôi để cháu hỏi mấy chị đồng nghiệp coi họ xách cơm tháng ở đâu bà hai nói cô khách sao quá rồi phiền cái gì cô không ăn thì tôi cũng phải nấu như vậy có thêm một người thì thêm một cái chén một đôi đũa chứ có gì đâu cô mời cô mời cô ra ăn kẻo đồ ăn nó nguội hết thì sẽ mất ngon à cẩm hương còn ngần ngừ thì bà tư hiền nhồi thêm mấy câu để thúc giục à, chắc cô chơi tôi nấu đồ ăn dở chứ gì cô chỉ tạm thời ăn thôi tôi người nhà quê mà chỉ biết cá kho tổ canh tập tàn canh bầu canh mướp không có khéo léo bằng những người ở thành thị đâu nghe bà tư nói mà sợ bà giận nàng lật đật đính chánh ngay dạ ý cháu không có phải như vậy bác cho cháu ở trọ đây cũng đã tốt quá rồi để bác nấu cơm cháu sợ làm phiền bác nữa Bà Tứ Hiền cười mời thêm <cười> Vậy thì cô ra ăn cơm cúng Tết với chúng tôi nha Bà vừa nói vừa quay lưng đi xuống bếp gần bàn ăn gia đình Cẩm hương đến gương treo trên vách Kẹp lại mái tóc cho gọn Sửa áo quần ngay ngắn bước ra Khép hờ cửa phòng lại Trên bàn ăn đầy những món ăn ngon mà ngày thường ít thấy Chỉ ở ngày tư, ngày Tết hay đám tiệc mới có Bàn được trải khăn trắng, ở biệt khăn được thêu rô đê và thêu bông hồng trắng nổi có đục lỗ trên bàn chỉ có bà tư hiền ngồi giữa con trai bà và cẩm hương ngồi đối diện nhau thức ăn gồm có hai tô kiểu lớn đựng nước trong vắt lồ lộ bên dưới những miếng măng sắc mỏng lẫn lộn lác đác trên dưới măng là những miếng rượu heo non dày đặc thịt còn thấy ngân trắng và xương ở hai đầu những ngôi sao mở loang loáng kết chùm mùi canh nồng nàn hợp cùng tiêu cà cùng mùi hành hương ngò rí sắc nguyễn, nổi vân xanh biếc trên mặt đó là tô canh măng mạnh tông hầm sườn non trong dĩa bàn trẹt từng khoanh nem chua sắc đều đặn để trên dĩa trẹt bên ngoài cuốn nem là lớp bánh tráng trắng bên trong lớp cải xà lách xanh giá sóng trắng kế đến là các loại rau thơm như húng cây, húng lũi, giáp cá, rau răm màu xanh. Sau cùng là lớp nem màu hồng lợt của thịt tươi được khéo léo cuốn chặt. Món nem chua cuốn bánh tráng nay nằm kề cận bên chén nước mắm chua ngọt, có đệm củ cải đỏ, củ cải trắng, dưa kiệu, dưa gừng sắc chỉ ngó sen trắng phao phao được trộn gỏi với thịt ba rọi sắc mỏng và tôm càng xanh vỏ nướng xé tơi bên trên dĩa gỏi vung chủng có rắc rau thơm sắc nhuyễn và rải đậu phộng rang đâm nhỏ bì cốt là bị làm xong trộn với thịt quết làm nem vắt lại thành từng cục to bằng nắm tay đem bọc từng cục trong lá chùm ruột non lá vong nem non bên ngoài được gói kính bằng lớp lá chuối xiêm phơi héo héo và buộc thật chặt ở thôn quê người ta thường treo bì nem lạp xưởng từng sau lũng lẳng dưới nhà bếp bì cốt gói xong phải để cách đêm mới ăn khi ăn bước dây cột bì ra khéo tay bẻ từng lớp lá chuối gói bì thành như cái chén ăn cơm rồi để lên cái gì ấy lấy đũa tách từng miếng bì dẻ khắc Ăn bì cốt, người ta thường ăn luôn cả lá vong non hay là lá chùm ruột non gói bì. Dĩ dũng có lòng sau đựng thịt đùi kho với trứng vịt và cá lóc. Những khứ cá lóc được cắt dày, còn thịt bắp đùi thì cắt hơi lớn hơn khứa cá một chút. Hột vịt được lựa chọn kỹ càng nên gần như hột nào cũng gần bằng nhau. Mặt nước thịt kho theo màng mỡ có điểm lắm tắm, trứng cá lóc Cục thịt nằm cao hơn mặt nước kho Có từng lớp thịt, lớp mỡ, lớp thịt ngã sầm Màu má não vì được kho rỉ rả Kho lâu cho nên được nước vừa thấm vào Thịt kho mềm rượu mà không bể Còn khứa cá dẻ khắc Ở giữa là ruột và trứng cá Hột vịt thấm nước kho nên cá, thịt, hột vịt có cùng một màu Nước kho không đục, không lền, trong vắt nổi những chùm sao mở lấp lánh kế bên dĩa thịt kho tàu là dĩa dưa chua bằng cải tùa xại loại cải này lùng hơn bề ngang dày hơn lớn bản hơn cái bè xanh đặc biệt là cái tùa xại làm dưa khi đã thấm thì màu dưa tự nhiên trở màu vàng từ lá và bẹ đều ăn giòn khứu cải dưa được xắt từ miếng ăn chiếm nửa dĩa còn nửa dĩa bên kia là dưa giá màu trắng trộn với hẹ màu xanh, dưa chuối cao, cây có màu tím nhạt Ở thôn quê, nhà nào có trồng nhiều chuối, nhất là loại chuối cao làm dưa mới ngon Người ta lấy loại non của cây chuối trẻ theo chiều dài bằng giá và hẹ Cùng củ cải đỏ, gừng, sách chỉ đem ra ngâm chua được bắt ráo nước bày lên dĩa Bà Tư Hiền rất tỉ mỉ và đơm lên dĩa. Lên tô tạo những món mà bà nấu đã ngon lại càng đẹp mắt. Bỗng dưng, Cẩm Hương có cảm giác nhất cử nhất động của mình luôn bị kẻ khác theo dõi. Kẻ khác theo dõi đó tức là ông tiểu chủ nhân của nhà này chứ còn ai nữa. Giờ đây, hắn trông tươi mát vì vừa mới tắm xong. Khuôn mặt rực rỡ hồng hào, tóc chải bảy ba đường rẽ thịt thẳng nhưng hắn ăn mặc cẩu thả áo thun ngã màu ngà quần dài bằng vải kaki bạc màu bao giấy dầu trơn mang dép hình như hắn đi đâu mới về tới nhà nhưng ở hắn toát ra cái vẻ sảng khoái thơi thới ánh mắt diễu cợt nụ cười thì hóm hỉnh coi bộ cái tên này đang đắc ý chuyện gì nè hay là hắn đang sắp đặt trong đầu những câu cợt đùa nhảm nhí để chọc quê mình đấy phải đề cao cảnh giác phải chuẩn bị tinh thần mới được mấy con bạn của mình nó thích trai lém nè trai khinh thế ngạo đời qua dung mạo của những nam tài tử dây chánh trong các phim thì mặc kệ tụi nó chứ còn con nương cẩm hương thì thích trai hùng trai oai, trai cận đại trai hảo hớt mặt mày nghiêm trang ăn mặc tề chỉnh mà thôi ngưu đầu mã diện ơi hôn phu của con thủy châu có cái mặt lúc nào cũng trừ bự quạo đeo như là ai ăn hết của cả gia tài hắn hỏng bằng ông bà ông giải ơi mặt mày như vậy mà con nhỏ thủy châu ca lên đến chứng từng may hả thôi được mỗi người có một ý thích riêng kẻ thì thích ăn mì người thích ăn hủ tiếu kẻ mê xá xíu người chuộng thịt quay hơi đâu mà khích bác có khích bác chăng là cái tiểu chủ nhân nhà này đi nè cái tên này có vẻ tinh khôn lắm mình non tay ấn chưa có đủ sức chống chế cái tên này đâu nên phải cẩn thận đề phòng con Thục an con ái mỹ thì láo táo liếng khỉ nhưng mà nhẹ dạ chỉ được cái miệng chót chết mà thôi không tìm được một câu để châm đích chích nọc vào đầu óc tụi con trai lém lỉnh khỉ khọt chỉ trừ mình và ánh nguyệt đỡ hơn hai con kia một chút lạ không ồn ào giữ thế thủ chặt chị rồi có dịp thuận tiện là tấn công bọn nam sinh yêu tinh quỷ quái một dấu đau điếng cẩm hương còn ngần ngừ trước mâm cơm trong khi bụng nàng cồn cào kêu đói phải ở nhà là chẳng đợi ai mời nàng gấp đầy chén múc đầy tô nhai ngồm ngoàm rồi khen lấy khen để hoặc chê lạc chê mặn với mẹ rồi nhưng ở đây là nhà của người ta mình nó là kẻ ở trọ chỉ ăn tạm mấy ngày thôi giả lại có ông thần thự con của bà chủ nhà ngồi trình ịnh một đống đó nữa tuy là thanh niên ở quận canh tác ruộng giường nhưng mà hắn có cái vẻ ma lanh và đáo để hơn hai thằng em của mình nhiều á không giữ gìn ý tứ chắc mình sẽ bị hắn cười thì sẽ mất mặt lắm bà tư hiền vui vẻ mời à, ăn uống tự nhiên như ở nhà ngang cô dốc tết mà mọi người giấc giả bận rộn cả năm chỉ có mấy ngày được thảnh thơi nhà nhà sắm sửa trang hoàng quét dọn sạch sẽ để đón mừng tết giả dạ, gia đình đoàn tụ nấu nướng cá thịt làm bánh trái ê hề à. con trai bà tư hiền ăn hết gần chén cơm mới mở miệng cất cười thiệt tươi <cười> mời cô giáo ăn đi chứ cô không có ăn làm tôi mắc cỡ không có dám ăn tiếp đó cô hãy thử tài nghệ nấu ăn của má tôi đi bà sẽ buồn hiu hắt nếu không có được khách chiếu cố đến những cái món mà bà đã chuẩn bị cả mấy tháng nay ăn tết mà hắn đưa chén nhờ mẹ bới cơm mà nói tiếp hôm đầu tháng ba tôi lên thăm ruộng có nói má tôi dạo này thấy vui vẻ nhà đỡ vắng gì có cô ở đây với bà thành thật cảm ơn cô cứ mỗi năm tôi hay đi coi ruộng vào mùa lúa chín có khi cả tháng về đôi ba ngại rồi lại đi nữa sau mùa lúa thì mới về nhà coi phụ công việc làm ăn của ba tôi ở gần đây hắn quay qua nói với mẹ mình bà nói năm tới sẽ sang ruộng ở trên ấy cho người ta đó mà bà cứ hiền dừng ăn hỏi con sao vậy lúa thóc năm nào trên đó cũng trúng thu hoạch khá lắm mà Cẩm Hương ăn uống nhỏ nhẹ, lắng tai nghe hai mẹ con bà Tư nói chuyện. Bỗng hắn gấp thức ăn vừa nói. Sao cô không có ăn gì hết vậy? Mời cô cứ tự nhiên đi chứ. Ngài thường không có nhiều cái món như vậy đâu. Hôm nay cúng Tết nên món nào cũng dọn lên cúng. Ngày mai thì hết Tết rồi. Cẩm Hương giật mình nhưng cười nhẹ trả lời. Cảm ơn anh, tôi có ăn chứ bác nấu những món ăn ngon và khéo tay quá cho nên uh, tôi cảm thấy tiếc và không có nỡ ăn hết đó bà hương vui ra mặt cô cô ăn đi cô trong bếp có những món cứ hâm đi hâm lại mấy ngại rồi không ăn cho hết để lâu sợ dữ không có được rồi bỏ uổng lắm hắn cười phụ họa cô nghe rõ chưa Vậy thì làm ơn phụ với chúng tôi thanh toán cho thật là gọn dùm đi cô giáo. Ăn xong, hắn đứng dậy đến bàn rót nước trà cho mẹ, chăm thêm nước cho mình và hỏi. Cô giáo uống gì hay ngàn không cô giáo? Cô uống nước trà hay không cô giáo? Cẩm hương thấy anh chàng này cũng có nhiều điểm tốt, cho nên cái ác cảm lúc ban đầu bớt đi, cô dịu giọng Cảm ơn anh. Bình thường khi ăn cơm có canh tôi ít khi uống nước Hắn cười nhẹ, quay qua nói với mẹ mình. À, má có biết tại sao ba muốn sang ruộng đó hay không? Bà nói thời buổi này là thời buổi kinh tế khó khăn, mặc dù lúa vẫn trúng mùa, nhưng năm nay mối lái bạn hàng không có nhiều như những năm trước. Bà muốn thu gọn việc làm ăn lại, chia giường ruộng cho con cái. Ba còn nói đứa nào muốn giữ ruộng giường thì ba sẽ để cho đứa đó còn đứa nào không có muốn ruộng vườn thì ba đem bán Giả sẽ cho tiền muốn làm ăn riêng gì thì làm ăn Bà lớn tuổi rồi nên không có muốn bương chải nữa Bây giờ ba chỉ có chú tâm vào nhà mái trà lúa để có quê lợi mà sanh sống hàng ngại thôi Bà Tư Hiền thở dài buồn giọng à, Thiệt ra thì hai năm nay ổng không có còn khỏe như xưa nữa Má cũng muốn khuyên ổng bỏ bớt việc làm ăn đời người sống được bao lâu bương chải lắm khi chết cũng chỉ đem theo hai bàn tay trắng thôi nhưng má sợ má lớn con biết được rồi nói này nói kia phiền phức lắm à rồi con có nghe ba con nói là ổng sẽ chia cho con ruộng đất ở đâu hay không phải chia chứ con nào cũng là con mà trong ngoài nhà đó con lo lường mọi thứ thằng con cầu con khẩn của ổng bả chẳng có làm nên tức sự gì cả chỉ có phá của thôi mai là cha mẹ nó có tiền mà cưới được con vợ biết điều nếu không thì cũng theo du đảng du thực hoặc không làm lơ xe cũng kéo xe ba bánh à hắn nhăn mặt má lại nữa rồi mỗi người trên thế gian này đều có số cả chuyện đã qua nhưng vậy má cứ để trong bụng làm chi cho nó mệt con còn trẻ mà ba chia ruộng đất cho con hay không á chuyện đó con không có nghĩ tới hàng tháng ba trả lương con làm việc đủ nuôi sống mẹ con mình nó là được rồi nếu không gì ba con cũng sẽ học nghề đi làm để kiếm sống và được sống gần bên má thì con đã hạnh phúc lắm rồi không có đòi hỏi gì thêm nữa cảm động vì con luôn nghĩ đến mình bà Tư Hiền rươm rướm nước mắt